Thế mà cuối cùng người ta phải phải gãy cho nó xước ra thì người ta mới lấy được. Có khi mà gãy xước ra thì bao giờ nó không cho nó bị lây ra, nó chỉ lây khi người da bị xước thôi. Chính vì thế em thấy là bị cái vùng da mỏng rồi thôi, chứ còn những cái chỗ khác em thấy nó cũng có virus thế nhưng mà nó mọc lên thôi. Bên ngoài lớp da rồi nó cũng có lớp sừng cổ tử cung, nó còn lớp nhầy nữa bảo vệ cho nó bị sùi trong cổ tử cung, nó rất là hiếm thôi. Nó chiều nó bị ở ngoài cửa mình ấy, chỗ hoàng trinh ấy. Đấy, chứ bị sùi là chỉ theo dõi thôi, nhưng một xét nghiệm thì ra như của chồng em thì để lấy cái mẫu, lấy cái nốt này làm xét nghiệm được, chứ còn sùi thì rất rõ rồi.